Cuộc đời của 12 vị hoàng hậu nhà Trần. Nhà Trần là triều đại được lưu danh với những chiến công hiển hách trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Triều đại này khởi đầu khi Trần Cảnh được vợ là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi vào năm 1225. Trong suốt 175 năm tồn tại, nhà Trần có tất cả là 12 vị hoàng đế và có đến 12 vị hoàng hậu. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua cuộc đời của các vị hoàng hậu dưới thời nhà Trần nhé. Số 1. Chiêu Thánh Hoàng hậu, Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng ban đầu có tên là Lý Phật Kim, bà có số phận đầy phức tạp và bi kịch, là một nhân vật chủ chốt trong cuộc biến chuyển triều đại đầy kịch tính giữa nhà Trần và nhà Lý. Vốn dĩ mang thân phận công chúa nhà Lý, bà được chính vua cha Lý Huệ Tông ra chỉ truyền ngôi. Chỉ vỏn vẹn gần nửa năm trên ngai vàng, bà được Trần Thủ Độ sắp xếp nhường ngôi cho Trần Cảnh. Triều đại nhà Lý cai trị Đại Việt hơn 200 năm đã chính thức kết thúc. Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được lập làm hoàng hậu của Trần Thái Tông Trần Cảnh khi 18 tuổi. 12 năm sau, bà bị phế truất và bị giáng làm công chúa, do không sinh được con nối dõi. Về sau, ở tuổi 40, Trần Thái Tông gả bà cho quan ngự sử Lê Phụ Trần, vì đã có công cứu giúp nhà vua khỏi bị truy kích trong lần chống quân Nguyên. Hai người sống với nhau hơn 20 năm và sinh được hai người con. Năm Bảo Phù thứ 6, 1278, Chiêu Thánh Công Chúa Lý Thị qua đời, thọ 61 tuổi. Số 2. Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng hậu, Lý Oanh. Bà là vị hoàng hậu thứ 2 của Trần Thái Tông. Lý Oanh có tước phong ban đầu là Thuận Thiên Công Chúa, bà đồng thời là chị gái của Lý Chiêu Hoàng. Khi đang mang thai 3 tháng với chồng là anh ruột của Thái Tông, tên Trần Liễu, Thuận Thiên Công Chúa được lập làm kế hoàng hậu của Trần Cảnh, do em gái bà là Chiêu Thánh mãi không sinh được con. Sau khi lên ngôi hoàng hậu, Thuận Thiên sinh ra đứa con vốn là của Trần Liễu, là Trần Quốc Khang. Sang năm sau, bà tiếp tục hạ sinh vị hoàng tử thứ 2 là Trần Quang Khải. Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 17 1248, Thuận Thiên Hoàng hậu qua đời, hưởng niên 32 tuổi. Số 3. Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu, Trần Thị Thiều. Bà là hoàng hậu của Trần Thánh Tông và mẹ ruột của Trần Nhân Tông. Năm Nguyên Phong thứ 8 1258, Thái tử Trần Hoàng kế vị, tức Trần Thánh Tông. Cùng năm, với xuất thân rất cao quý, Trần Thị Thiều được sách phong làm Thiên Cảm Phu Nhân, không lâu sau thì chính thức được phong làm hoàng hậu. Cũng trong năm ấy, hoàng hậu sinh ra hoàng trưởng tử Trần Khâm, tức Nhân Tông hoàng đế sau này. Năm Bảo Phù thứ 6, 1278, Thánh Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Khâm. Trần Nhân Tông tôn vua cha làm Thái Thượng Hoàng, tôn mẹ làm Hoàng Thái Hậu. Năm Trùng Hưng thứ 3 1287, Hoàng Thái Hậu băng, không rõ bao nhiêu tuổi. Số 4. Khâm Từ Bỏ Thánh Hoàng hậu, Trần Thị Trinh. Bà là hoàng hậu của Trần Nhân Tông. Hoàng hậu là con gái trưởng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, mẹ là Thiên Thành Trưởng Công Chúa, ông nội là Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu. Năm Bảo Phù thứ 2, 1274, Trần Thị Trinh được lập làm Thái tử Phi, trở thành chính thất của Hoàng Thái tử Trần Khâm. Hai năm sau, Thái tử Phi sinh hạ Hoàng trưởng Tôn Trần Thuyên, tức Anh Tông Hoàng đế sau này. Năm Thiệu Bảo thứ nhất 1279, Nhân Tông Hoàng đế lên kế vị, Thái tử Phi được lập làm Hoàng hậu. Hoàng hậu có tính nhu mì, thông minh sáng suốt, nên rất được Nhân Tông Hoàng đế yêu mến. Năm Trùng Hưng thứ 9, 1293, Nhân Tông Hoàng đế nhường ngôi, lên làm Thái Thượng Hoàng, Hoàng hậu được tôn làm Bảo Thánh Hoàng Thái Hậu. Cùng năm ấy, Hoàng Thái Hậu băng, không rõ bao nhiêu tuổi. Số 5. Tuyên Tử Hoàng hậu, Trần Thị. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bà là con gái thứ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Do không được ghi nhận một cách chính thức, nên rất có thể bà là con do vợ thứ sinh ra, theo vai vế thì bà là em của Bảo Thánh Hoàng hậu. Sau khi Bảo Thánh Hoàng Thái Hậu qua đời, bà được quyền quản lý mọi việc trong hậu cung. Sau khi Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông băng hà, Trần Minh Tông kế vị, bà là tổ mẫu nên được tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu. Năm Đại Khánh thứ 5, 1318, Thái Hoàng Thái Hậu băng, không rõ bao nhiêu tuổi. Sau khi qua đời, bà được truy tặng thụy hiệu là Tuyên Từ Hoàng hậu. Số 6. Bảo Từ Thuận Thánh Hoàng hậu, Trần Thị. Bà là con gái thứ của Thái úy Hưng Nhượng Đại Vương, Trần Quốc Tảng, mẹ là Bảo Ân Quốc Mẫu. Bà gọi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bằng ông nội. Khi Anh Tông Hoàng đế kế vị, Trần Thị được sách phong làm Thánh Bà Phu Nhân. 8 năm sau thì được sách phong làm Hoàng hậu. Bấy giờ, Hoàng hậu chỉ sinh được Thiên Chân Công Chúa. Trước đó sinh được 3 hoàng tử nhưng đều mất ngay khi sinh. Anh Tông đành lập hoàng tử Trần Mạnh của Huy Tư Hoàng Phi làm Hoàng Thái tử, tức Minh Tông Hoàng đế. Năm Hưng Long thứ 22 1314, Anh Tông nhường ngôi lên làm Thái Thượng Hoàng. Hoàng hậu được Minh Tông Hoàng đế tôn làm Thuận Thánh Thái Thượng Hoàng hậu. Năm Đại Khánh thứ 8 1322, sau khi Anh Tông Thái Thượng Hoàng băng hà được 1 năm, Thuận Thánh Thái Thượng Hoàng hậu được tôn làm Thuận Thánh Hoàng Thái hậu. Năm Khai Hựu thứ 2 1330, Hoàng Thái hậu băng, không rõ bao nhiêu tuổi. Số 7.
Hiến Từ tuyên thánh hoàng hậu Trần Thị. Bà là hoàng hậu của hoàng đế Trần Minh Tông và là mẹ ruột của hoàng đế Trần Dụ Tông. Bà là con gái của Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Trần, được thụ phong là Huy Thánh công chúa từ nhỏ. Cha bà là con trai thứ của Trần Nhân Tông, nên bà gọi Nhân Tông hoàng đế là ông nội, gọi Trần Anh Tông là bác, còn chồng bà Trần Minh Tông đồng thời cũng là anh họ của bà. Năm Hưng Long thứ 17 1309, Huy Thánh công chúa xuất giá gả cho Uy Túc công Trần Văn Bích. Sau đó, có thể là bà đã ly hôn hoặc bị buộc phải bỏ Uy Túc công, rồi được sắp đặt để làm hoàng hậu cho Trần Minh Tông. Năm Đại Khánh thứ 11.323, Minh Tông hoàng đế phong Huy Thánh công chúa làm Lệ Thánh hoàng hậu. Sau khi Minh Tông nhường ngôi để con của anh Tư phu nhân, là hoàng tử Trần Vượng lên kế vị, tức Trần Hiến Tông. Lệ Thánh hoàng hậu được tân đế tôn là Hiến Từ Thái Thượng hoàng hậu. Năm Khai Hựu thứ 13.341, Trần Hiến Tông làm hoàng đế được 13 năm thì qua đời, không có con cái. Lúc này, Lệ Thánh Thái Thượng hoàng hậu đã sinh ra hoàng tử Trần Hạo. Trần Hạo tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng lại thông minh nhanh nhẹn, nên được Minh Tông chọn làm hoàng đế kế vị, tức Trần Dụ Tông. Minh Tông vẫn giữ quyền điều hành đất nước với tư cách là Thái Thượng Hoàng. Năm Thiệu Phong thứ 2, 1342, bà được tôn làm Hoàng Thái Hậu. Năm Đại Trị thứ 12, 1369, bà được tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu dưới thời của Dương Nhật Lễ. 6 tháng sau, Thái Hoàng Thái Hậu đột ngột băng hà, thọ 71 tuổi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đều chép rằng Nhật Lễ giết Hiến Từ tuyên thánh Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Số 8. Huy Từ Nghi Thánh Hoàng Hậu, Trần Thị. Bà là hoàng hậu của Trần Dụ Tông. Sau khi Trần Hiến Tông băng hà, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông lập Trần Dụ Tông kế vị. Năm 1349, Trần Dụ Tông sách phong bà làm Nghi Thánh Hoàng Hậu. Sau khi Trần Dụ Tông băng hà, Nhật Lễ kế vị, Nghi Thánh Hoàng Hậu được tôn làm Hoàng Thái Hậu. Đến đây không thấy ghi chép gì về bà nữa. Số 9. Thuận Từ Thục Đức Hoàng Hậu, Trần Thị. Sau cuộc đảo chính giết Nhật Lễ, Trần Phủ lên ngôi vua, tức Trần Nghệ Tông. Trần Thị được vào cung hầu Trần Nghệ Tông, được phong làm Huệ Ý Phu Nhân. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bà được truy phong làm Thục Đức Hoàng Hậu vào năm 1370. Số 10. Gia Từ Hiển Trinh Hoàng Hậu, Lê Thị. Bà là hoàng hậu của Trần Duệ Tông, không có nhiều thông tin về thân thế của bà. Năm Thiệu Khánh thứ 2 1371, cung tuyên đại vương Trần Kính được lập làm hoàng thái tử, đồng thời phong vợ cả của hoàng thái tử là Lê Thị, làm hoàng thái tử phi. Năm Thiệu Khánh thứ 3 1372, Nghệ Tông nhường ngôi cho thái tử lên làm thái thượng hoàng, thái tử lên làm vua, tức Trần Duệ Tông, Lê Thị được phong làm Hiển Trinh thần phi. Năm Long Khánh thứ nhất, 1373, thần phi được phong làm hoàng hậu. Năm 1381, hoàng hậu băng, không rõ bao nhiêu tuổi. Số 11. Quang Loan Hoàng hậu, Trần Thục Mỹ. Bà là hoàng hậu của phế đế Trần Giản Hoàng. Trần Thục Mỹ là con gái của Trần Nghệ Tông, từ nhỏ đã được phong làm Thiên Huy công chúa. Năm 1377, Trần Thục Mỹ được sách phong làm hoàng hậu cho Giản Hoàng. Năm 1388, Giản Hoàng bị phế và bị giết, bà trở về lại danh hiệu công chúa, được phong làm Thái Dương công chúa. Sau đó, Thái Thượng Hoàng muốn cho bà tái giá. Trong chuyến du ngoạn Hồ Tây, bà đã thông dâm với phủ quân ty là Trần Nguyên Uyên. Thái Thượng Hoàng tức giận, đem bà gả cho Nguyên Hãng là anh em trai của Nguyên Uyên để làm nhục. Sau đó không thấy sử chép gì thêm về bà nữa. Số 12. Khâm Thánh Hoàng hậu, Lê Thánh Ngẫu. Bà là hoàng hậu của Trần Thuận Tông và là sinh mẫu của vị vua cuối cùng của nhà Trần, Trần Thiếu Đế. Bà cũng là con gái của Lê Quý Ly, tức Hồ Quý Ly sau này. Dưới thời của vua Trần Thuận Tông, bà được phong làm hoàng hậu. Sau này, khi con trai kế vị, tức Trần Thiếu Đế, bà được tôn phong làm Hoàng Thái Hậu. Sau đó không còn thấy ghi chép gì thêm về bà nữa. Bạn nghĩ gì về cuộc đời của 12 vị hoàng hậu nhà Trần và yêu thích ai nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!